Anh em muốn tự vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình nhà mình đây từ đường phố từ bá đạo người nha. Xin anh em game ok để khiến mình từ bá đạo bạn ok quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video và like share trên kênh cũng phải xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình đua top vào server 1030 anh em nhé. Vào đầu video nhận ngay quà vui các bạn. Ui, ngon đấy nhờ. Phát lúc nào không biết anh em. Sáng nay phát luôn rồi. Tuyệt vời, cảm ơn anh em bên vui rất là nhiều nha. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vượt map à. Sáng nay như map là tôi hôm qua rồi thì phải. Ok, giờ vượt map cho đủ 6k kim cương anh em, không đổi đá PR về nhá. Ok, rồi. Tình hình là để xem vượt map qua được không đó anh em. Chứ nghe em hơi toang ấy. Nghe em hơi toang đấy các bạn. Nghe là cũng hơi toang đấy anh em. Cũng hơi toang đấy. Chưa biết như nào nhưng mà nghe em hơi toang nhờ. Toang đấy anh em. Rồi giờ đối đầu cháu này mới khổ đây. Đối đầu cháu này mới gọi là khổ đây các bạn. Nó mất máu dần. Một trong những vấn đề bế tắc lúc hiện tại lúc này. Rồi toang luôn. Toang luôn anh em, chính thức toang luôn ạ. Rồi chắc không qua được màn này rồi. Giờ thiếu 300 kim cương mới đủ ạ. Có tiếng Anh coi nào. Ok, mình vượt màn tiếng Anh đấy anh em nhá. Để xem qua được không. Giờ thiếu kim cương mới khổ các bạn. Nói thiếu kim cương cũng là một phần anh em. Một phần hiện tại thì tôi chưa có ý định là đổi cháu ấy về. Thật sự là chưa có ý định đổi cháu PR về. À, quên chưa lên cấp thôi, chứ đâu cũng đổi thì vẫn đổi thôi anh em. Đá thì cứ đổi về sẵn thôi, đâu khi nào lên thì lên. Bởi vì đá giờ tôi còn 150 đá mega thôi anh em. Do bữa mega nghịch cháu ấy rồi nên là tạm thời chưa thể nào. Nói chung là phải bình tĩnh gọn, là này phải tính toán lại anh em. Tính toán cẩn thận mới được, còn không là sắp mặt đấy. Bút nào. Một hit. Ồ, này thì vẫn vượt thừa anh em, vẫn quá tốt. Quá tốt đằng khác. Ok, tôi vượt anh nha. Ok, các bạn vượt sương sương nhưng mà không đủ. Trước mắt chúng ta đi quét qua nhiệm vụ đây anh em. Tính sao ở đập đá từ nhỉ. Ô, này đập đá ngon này, hôm nay đập đá là nhiều kim cương đấy anh em. À, nhiều vàng đấy các bạn, nốt nhiều kim cương. Ok. Đúng là trời tính không bằng người tính anh em. Mega. Ô, cưới nào, đi nào. Trời tính đúng không bằng người tính các bạn, nhận điểm về nào. Rồi. Ok, võ đài trong này tôi từ từ hắn tẩy các bạn. Võ đài chắc để ngày mai tẩy tiếp, hôm nay chỉ nâng cấp thôi. Hôm nay cứ nâng xương xương thôi các bạn, mai tẩy sau. Rồi. 300 điểm, nhận qua. Ok, hôm nay thì chúng ta có thu hồi đảo cụ thì anh em cũng biết rồi. Và hôm nay thì tôi sẽ thu hồi để lấy cháu mảnh đá tiến hóa anh em. Đây. Đá tiến hóa PR anh em nhé. Nói chung thì kiểu gì cũng phải chơi anh em, trước sau có lần hay không thì cũng cứ lấy về đó các bạn. Tính sau anh em, có chơi không thì việc tính sau. Giờ cứ lấy về đá. Ok. 10. 20. Chiên cái này cho 30 luôn anh em. 1k2. Rồi, 1k2 rồi. Crit 10, k4. Rồi ok, 1k7. Bộ đồ cho nó mất mấy trăm nhỉ, 200 hay 600 ta. Chả nhớ thôi, kệ anh em, cứ đổi đi 1k7 cũng được. Rồi, chúng ta sẽ đổi đá PR về anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Kiếm một tí nữa anh em, do sáng tôi, tháng được tôi là tiêu thể lực rồi anh em. Tiêu mất hơn 1k thể lực rồi. Nên là thành ra là không đủ các bạn, chứ không là cũng đủ đấy. Vì đây các bạn, đây ăn đến tận mốc 6k3 rồi mà. Ôi, cái này chắc ngày mai tiêu anh em, ngày mai tiêu nốt cho nó đẹp. Rồi 6k3 anh em. Đấy, cũng được thêm ít đĩa về đội các bạn. Vàng nào. Rồi lại có thêm đĩa skin anh em, tuyệt vời. Đó, hôm nay quả vui phát cũng đúng lúc luôn. Nhưng mà quả vui vẫn chưa đủ các bạn, lại nhiều để quả vui vẫn chưa đủ mới đâu. Nói cam có không? Không có anh em, thay được một cái nói thôi. Là nam thôi. Đột phá mở hết anh em, còn dương gì mở hết.
Rồi, tạm ổn. Cũng tạm ổn các bạn, xem nào, mạnh nào. Ok, nu ra này đổi luôn. Tôi đang băn khoăn anh em, tôi đang tính có khi tôi gọi Acer về, à quên gọi cho ấy về anh em. Xem nào, xem mấy anh em, xem mấy bạn này đã đổi team chưa. Bác này chắc chơi PR này. Nên tôi đang tính chơi DNC anh em. À, thấy anh em chơi PR, tem bay nhiều, tôi đang tính chơi DNC. Bút tem nham luôn đấy các bạn. Đấy, đang tính như vậy. Đầu chơi thì phải từ từ anh em. Hôm qua trời lạnh, hôm nay bị đau họng các bạn ạ. Đau khổ thật sự. Rồi xem cho nào Mega được không? Mega xem còn bao nhiêu đá anh em. Đây. Quá. Còn 220 đá Mega các bạn. Thế nên là tôi đang tính là để lại cho DNC đây anh em. PR từ từ các bạn. Ôm mấy PR rồi. Đây gọi này tự mất PR nữa này Quang. Đây đây bạn cháu PR đây. Đấy, cháu nó đây anh em. Đó, tiến hóa thì đơn giản thôi. Đấy. Mai đổ nốt 10 viên nữa là đủ đạo cụ tiến hóa cho PR rồi. Chơi không thì nào phải từ từ các bạn. Chơi không là vấn đề phải từ từ anh em. Không nói trước được. Ok, sau này chúng ta nâng HP đi. 28 29 thu. Ok. 30 nói khảm vô. Rồi, tạm ổn. 1430 là 31 rồi. Cũng nhanh anh em. Nhận quà nào. Ok, làm ván đây anh em. Đang tính toán các bạn, tôi đang tính toán, đang suy nghĩ tính toán các bạn. Đây, tiêu làm sao cho nó hợp lý. Xong rồi có khi đổi quà với Pokemon anh em. À, nhớ mà nhớ hôm nay trong quả dương có quà xịn anh em, tí là ra cho sâu cho anh em coi. Để đánh xong ván này đã. Tôi bị đau họng các bạn ạ. Sáng ra bị đau họng các bạn, đau khổ thật sự. Một ngày không đẹp trời tí gì hết. Ô kìa, Toàn đây. Toàn vậy. Ghê vậy. Giờ thì một đấu hai anh em, không biết quan được không. Về mặt crit thì Nuza mình có vẻ đam to hơn anh em. Nên là vẫn có khả năng là sẽ có cơ hội thắng gọn nhá. Ôi nhưng mà nộ hồi không kịp nhà thì mới toang ấy nha. Ok, phải có sự can thiệp của bản thân rồi anh em. Hạ cháu này trước đi anh em. Tốt nhất là hạ cháu này trước. Để tôi đánh luôn cho nhanh các bạn. Tôi đánh luôn cho nhanh. Hạ cháu di trì trước anh em. Hạ cháu di trì này trước. Hạ cháu di trì trước. Hạ luôn các bạn, không giải thích. Rồi, giờ thì một đấu một anh em. Ăn thừa. Giờ thì một đấu một ăn thừa các bạn. Nu ra tôi hồi lộ nhiều hơn, tốc cao hơn các bạn. Đấy, kiểu gì cũng ăn. Kiểu gì thì kiểu các bạn cũng ăn. Một đập. Cho đồ bạn bay này thì bay này. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây nào. À, xuống đây. Đúng rồi. Ghê nhờ. Sợ quá anh em. Này phải bam đồ bạn thôi. Bam thôi. Đúng rồi. Châu này xin châu đồ bạn thôi anh em. Nói chung là không thể nào ăn được Nuza của tôi anh em. Trận này chắc thắng trong tay rồi. Chắc thắng trong tay luôn rồi anh em. Đó, nhìn là thấy rồi các bạn. Tiếp nào, ôi này gặp lại bác này thế này à. Đánh luôn cho nhanh các bạn. Để auto lâu quá. Ok, tham gia luôn cho nhanh các bạn. Một quật. Bút nào, quên nội anh em. Bắt cháu này trước chứ. Bắt cháu này trước. Rồi, đây. Tiếp theo đến cháu này anh em. Bắt toàn tem luôn anh em. Này không cho thở luôn. Không cho thở luôn. Đóng băng lại. Không cho thở các bạn. Nó là không cho thở là không cho thở các bạn. Không cho thở là không cho thở.
Hóa đá hết. Bút nào. Full T. Đấy, này, này, này. Không cho thở, không cho thở rồi anh em. Đó. Bắt cẩn thận luôn các bạn. Đấy. Bắt cẩn thận luôn. Bè cả tay nó là nó khác hoàn toàn, các bạn làm sao giống nhau được, đúng không? Đây 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 anh em, ngoài hôm nay ở Evan có anh Dương này, mốc 1k các bạn. Dương cộng hưởng ngẫu nhiên, dùng xong sẽ nhận được đá cộng hưởng ngẫu nhiên tối đa 300 viên các bạn. Nói chung là Dương này khá là ngon, đợt tôi nghe này. Đây mở Dương này, các bạn nào có cơ hội mở được thì cứ test thử anh em. Nói chung là Dương này thuộc dạng Dương kiểu nhân phẩm ấy. Các nào mở được là thêm là mở ra được 3 viên đá 300 đá nhân phẩm đá cộng hưởng luôn anh em, tuyệt vời luôn. Anh chàng này tiêu mục tiêu nhìn trông cũng hấp dẫn, nói chung mọi cái này cũng ok. Nhưng này cũng quẹn sương sương qua buổi sáng đấy thôi anh em, clip tạm thời cho chúng biết thôi anh em tại đây nhé. Là mọi người clip theo gọi video kênh từ từ đường phố từ từ bá đạo rất nhiều. Ok, chúc anh em xem video về, tạm biệt, bye bye.